Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tặng thầy lỡ nghe các bạn. Thì hôm nay là trả lời một thắc mắc của bạn Hưng Nguyễn. Bạn hỏi rằng chứng tỏ tổng A chia hết cho 3. Thì A đề bài cho là 2 mũ 20 cộng 2 mũ 21 cộng 2 mũ 22 cộng 2 mũ 23 cộng 2 mũ 24 cộng 2 mũ 20 15. Khi đã giải quyết bài này thì các bạn cần nhớ giúp lợ. Thứ nhất đó là A mũ N cộng A mũ N cộng 1. Thì hai thằng này chung cái gì ạ? A mũ N N. Các bạn mang ra A mũ N nhân mở ngoặc. Mang hết thì còn lại số 1 nè. Đây mang ra còn lại là A mũ mũ 1. Thì A mũ 1 chính bằng A. Được chưa ạ? Đó là một kiến thức. Kiến thức thứ hai đó là A nhân B sẽ chắc chắn chia hết cho A. Được chưa ạ? Rồi, vậy bắt đầu thì mình thấy hai thằng này chung gì ạ? A đó chính là 2 mũ 20. Mang ra còn lại là 1 cộng 2 mũ 1 cộng đây chung 2 mũ 22. Mang ra còn lại 2 mũ 1 cộng đây cũng tương tự như vậy là 2 mũ 24 nhân mở ngoặc còn 1 cộng 2 mũ 1. Tính ra thì tất cả những thằng đó đều ra 3, đó là 2 mũ 20 nhân 3 cộng 2 mũ 22 nhân 3 cộng 2 mũ 24 nhân 3. Rồi, tất cả thằng này chung số 3 nên các bạn mang 3 ra nhân mở ngoặc. Còn lại 2 mũ 20 cộng 2 mũ 22 cộng 2 mũ 20 14. Vậy đây chia hết cho 3. Ok chưa ạ? Vậy kết luận A chia hết cho 3. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.